Okay. Welcome to the English class. Yes. Hello, everyone. Xin chào tụi em. Thì hôm nay cô sẽ tiếp tục chương trình học kỳ 2 của lớp tiếng Anh lớp 8, sách mới, sách thí điểm với Unit 8. Mình sẽ có cái bài số 8, bắt đầu tiếp tục học với bài số 8, Unit 8. Okay. English speaking countries, tức là những đất nước nói tiếng Anh, and the part a closer look one, và phần tiếp theo của bài a closer look one. Chủ yếu cái bài này mình sẽ điểm sơ qua về cái phần vocabulary, từ vựng, với vậy phần pronunciation, phần phát âm. Thì giờ mình sẽ qua phần đầu tiên, vocabulary. Task 1. Write the names for the people who belonged to the places. Then listen and repeat the words. Tức là mình sẽ có những một cái cột đây gồm các đất nước, countries here. Và nhiệm vụ của em là viết các từ tương ứng với những đất nước này bằng bằng tiếng Anh luôn, được chưa? Ví dụ, for example, the USA. USA thì như mình biết là có nghĩa là nước Mỹ. Is that right? Nước Mỹ, được chưa? England. England là nước Anh, thì những cái nước này rất là quen thuộc. Scotland là nước Scotland. Wales là xứ Wales. Xứ Wales đó là một phần của nước Britain, của Britain, nước Anh, nước United Kingdom á. Wales, xứ Wales. Ireland. Canada ha. Australia là nước Úc và New Zealand. Ok, thì bây giờ từ ở đây mình sẽ tìm những từ tương ứng với các nước của nó. Ví dụ nước Mỹ thì mình sẽ có từ tương ứng là gì? The Americans, người Mỹ. Được chưa? The Americans. Thì bây giờ mình sẽ có còn 7 câu còn lại. Và nhiệm vụ của em thì thử xem mình sẽ làm được bao nhiêu câu trong những cái phần này. The Americans. Ok, nước Mỹ. Người Mỹ, the Americans. Người Mỹ chứ không phải, the USA, the Americans. Người Mỹ, the Americans. Rồi, how about England? England là như thế nào nhỉ? Người Anh là từ gì ta? Bữa trước cô mình cũng hay gặp đó là sorry. Cái chữ này tí nữa nó bị thiếu, tí nữa sẽ the English. Cái mình có từ English là tiếng Anh mà mình muốn biết chuyển thành người Anh thì mình thêm giới từ the vô, mẫu từ the vô, the English, được chưa? Number 3, Scotland, thì mình sẽ có là Scottish hoặc là the Scots, hai từ này đều có nghĩa là người Scotland hết. Scottish or the Scots. The Welsh là người xứ Wales. Ireland là người nước Ireland, thì người Ireland mình có the Irish. The Irish. Thì tí nữa cô sẽ cho tụi em nghe, listen những cái phần phát âm như thế này. Ok. Canada, the Canadians. The Canadians là người Canada. Trong quá trình mà học ấy, tụi em lấy vở ra và mình ghi từ vựng luôn ha. Mình ghi từ vựng của những cái phần này luôn. Ok. The Canadians, trong quá trình cô nói. Australia là nước Úc, thì người Úc sẽ là the Australians. The Australians, người Úc nha. Người Úc. The New Zealand, thì người New Zealand, the New Zealanders, người New Zealand. Ok, and number 2 is the English here. The English là người Anh. Now the whole class, listen and repeat. Bây giờ cô sẽ cho tụi em nghe cái phần phát âm của cái phần này, và tụi em lắng nghe và lặp lại cho cô. Listen and repeat. Unit 8, page 18, a closer look, 1, vocabulary, activity 1, write the names for the people who belong to these places, then listen and repeat the words. 1. The USA. The Americans. 2. England. The English.
3. Scotland. The Scottish. The Scots. 4. Wales. The Welsh. 5. Ireland. The Irish. 6. Canada. The Canadians. 7. Australia. The Australians. 8. New Zealand. The New Zealanders. Okay, so that's it, the pronunciation of the countries and the peoples of these places. Ở đây là những cái phần phát âm của những từ mà tụi em nhớ là ghi từ vựng vô vỡ, và mình sẽ học cái phần này để bữa sau mình làm kiểm tra nhé. Okay, we move to another part. Another part here. Part 2. Change the words into noun. Noun là người ta sẽ viết tắt hình chữ N and adjective. Và tính từ chuyển thành viết tắt hình chữ A or verb. Động từ là viết tắt hình chữ V, được chưa? Tức là từ những từ cho sẵn như thế này. Từ những từ cho sẵn như thế này, mình sẽ viết thành các từ loại khác. For example, number one, ví dụ nha, historic. Historic là thuộc về lịch sử. Đó, từ vựng của nó là tính từ. Thì nhiệm vụ của em là viết thành danh từ nè, người ta cho letter A rồi nè. Thì mình sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ historic về history. Từ này mình đọc là history, ok? History, chuyển thành danh từ của nó là môn lịch sử. Rồi, ok, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words here and your duties. Và nhiệm vụ của em là chuyển thành về dạng từ khác của nó. For example, ở đây mình có từ symbol là biểu tượng. Symbol là biểu tượng. Thì nhiệm vụ của em chuyển nó về động từ. Và động từ của symbol là gì? Cũng mang nghĩa là biểu tượng, nhưng mà mình phải chuyển thành một cái loại dạng khác của cái từ loại khác của cái từ mà người ta cho sẵn. Okay, so you have 1 minute to finish the task, please. Tụi em sẽ có 1 phút nào để hoàn thành cho cô bài này quickly. Trong quá trình mà xem video thì em có thể dừng lại để mà mình suy nghĩ nha. Mình dừng lại mình suy nghĩ thì khi mà cô dạy là cô sẽ dạy hết luôn. Khi mà cô dạy là cô sẽ dạy hết luôn. Được chưa? Okay. Mình sẽ có phần legend là truyền thuyết. Đó là từ loại là danh từ nè. Legend. Truyền thuyết. Từ loại là danh từ. Okay. Thì ở đây mình sẽ đưa về symbol là danh từ, bây giờ mình đưa về động từ là gì? Yeah, symbolize, biểu tượng, động từ nha. Symbolize, biểu tượng. Symbolize, biểu tượng nhé. Legend, truyền thuyết là danh từ. Legend, truyền thuyết là danh từ. Thì mình đưa về tính từ của nó là legendary, có tính chất truyền thuyết, có tính chất truyền thuyết hoặc là trong truyền thuyết, được chưa? Okay, how about iconic? Iconic là biểu tượng, biểu trưng cho cái gì đó, từ loại của nó là tính từ. Iconic, biểu tượng, biểu trưng cho cái gì đó, từ loại của nó là tính từ. Thì mình đưa về danh từ icon. Mình hay có cái icon mà khi mình judges á. Icon. Ok. Icon, biểu tượng, tượng trưng. Biểu tượng hoặc tượng trưng. Icon, biểu tượng hoặc là tượng trưng. Spectacle, danh từ. Spectacle, danh từ, quang cảnh. Hoặc là ngoài ra nó còn có nghĩa là sự trình diễn, biểu diễn nữa. Number 5. Spectacle là quang cảnh, sự trình diễn, biểu diễn. Quang cảnh hoặc là sự trình diễn, biểu diễn. Và mình có tính từ của nó. Spectacular.
Spectacular có nghĩa là đẹp mắt, ngoạn mục, là một tính từ dùng để miêu tả cho phong cảnh đó em. Nó bằng từ impressive, đẹp mắt, ngoạn mục. Ok, spectacle, spectacular, spectacular, spectacular. Nhấn âm hai chỗ này em nha. Mình có tính từ festive là thuộc về lễ hội. Festive là thuộc về lễ hội. Và danh từ của nó là lễ hội là gì cả lớp? Cái từ lễ hội á mà mình hay học hồi xưa giờ á là festival. Festival thì mình có là mình có là the coffee festival, lễ hội cà phê tổ chức 2 năm một lần ở Buôn Ma Thuột mình. Festival, festive là tính từ và festival là danh từ lễ hội. Scenery, scenery là danh từ có nghĩa là phong cảnh, number 7. Scenery danh từ có nghĩa là phong cảnh nha. Scenery. How do you change it into adjective? Em chuyển nó thành tính từ là mình sẽ có từ scenic. Scenic thuộc về phong cảnh. Thuộc về phong cảnh, scenic. Thuộc về phong cảnh đây là tính từ, scenery là danh từ và scenic là tính từ. Number 8, mình có câu số 8 là attraction là sự thu hút hấp dẫn, nó là danh từ. Attraction, sự thu hút hấp dẫn. Và mình đưa nó về động từ, mình sẽ có động từ là attract. Attract là động từ thu hút hấp dẫn. Ok. Rồi đây là cái phần mà vocabulary của task 2. Now, the whole class listen and repeat, lắng nghe và lặp lại cho cô nè. Historic, history, history. Cái từ này nhiều bạn sẽ đọc sai, history. I'm not sure it's right or wrong. Cô không chắc, nhưng mà khi mà cô check cái từ điển của Oxford và Cambridge đó, thì từ history mình nhấn có hai, mình đọc có hai âm tiết thôi nha, không đọc history. Ok. Symbol, biểu trưng, biểu tượng. Symbol, symbolize, symbolize. Legend, legend, legendary, legendary. Iconic, iconic, nhấn âm hai rõ ràng. Icon, icon. Spectacle, spectacle. Spectacular, spectacular. Festive, festive. Festival, festival. Scenery, scenery. Scenic, scenic. Attraction, attraction. Và attract, attract. Okay, these are new words you have to learn by heart. Đây là những từ vựng mới mà của chủ đề của Unit 8 á, thì tụi em cố gắng học thuộc cho cô và nhớ. Okay, so now we move to another part. Chúng ta chuyển qua bài task 3, phần vocabulary. You use the words in the box to complete the sentences. Tức là em hãy sử dụng những từ ở trong cái hộp này hoàn thành những câu sau cho cô. We have 5 sentences. Chúng ta sẽ có 5 câu, là number 1. Và từ, các từ cho sẵn. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5 words here. Icon, unique. Icon mình mới học xong là biểu tượng, biểu trưng đúng không? Còn unique này là có 1, 0, 2 nè. Vừa quý mà vừa hiếm nữa. Từ vựng của nó là tính từ. Unique. Symbolizes là biểu tượng cho cái gì đó, tượng trưng cho cái gì đó. Đây là động từ. Symbolizes. Scenic là tính từ, đúng không? Thuộc về phong cảnh. Và attracts là thu hút hấp dẫn. Attracts là thu hút hấp dẫn. Ok, we'll have a look at three number five sentences. And you have to choose the correct words for each sentence. Tức là mình sẽ nhìn vô 5 câu và cho cô biết cái từ loại điền đúng của mỗi câu sau đây. Number one, the Golden Gate Bridge in San Francisco. Golden Gate là cầu cổng vàng em, là ở San Francisco á, là một cái gì đó. Thì em thấy mẫu từ in ở đây không? Thì khi mà đằng sau mẫu từ in á mình sẽ dùng danh từ nha. Thì ở đây từ loại vựng danh từ thì mình chỉ có một cái động từ, có một từ duy nhất thôi là icon, là biểu tượng, biểu trưng cho một cái, cho cái thành phố nổi tiếng này, this famous city. So number one, we have two icon. Đó là cái ví dụ đầu tiên mà cô làm cho cả lớp. Được chưa? Icon. Rồi bây giờ nhiệm vụ của em thử làm từ câu số 2, 2, 3, 4, 5. Và tụi em sẽ có cố gắng làm càng nhanh càng tốt. You have 1 minute to complete this task. Okay?
Trong quá trình mà ví dụ như mấy em chờ thời gian làm bài thì em có thể bấm pause lại cái phần video và mình sẽ làm xong rồi mình sẽ check cái đáp án của cho nhé. Number 2, Big Ben là cái đồng hồ Big Ben, it measures monument. Ở đây mình có từ monument là tượng đài. Monument là tượng đài. In London, which the United Kingdom. Thì ở đây mình thấy có đại từ liên hệ which, thì đằng sau rõ ràng từ loại của nó cần điền cái chỗ này phải là động từ. Mà động từ ở đây mình sẽ có hai cái, đó là symbolizes and attracts. Nhưng mà attracts không thể là thu hút hấp dẫn nước Anh được, mà là đồng hồ Big Ben là biểu tượng, đúng không, của nước Anh. Thì ở đây mình sẽ có number two is symbolizes. You have to complete with the symbolizes. Number 3, New Zealand is a famous for. New Zealand thì nổi tiếng với the beauties. Mình có beauty là vẻ đẹp. Beauty là vẻ đẹp, mà là vẻ đẹp nó là danh từ thì từ loại đứng trước danh từ mình cần điền ở chỗ này phải là tính từ adjective. Up its mountains and forests. New Zealand nổi tiếng vì vẻ đẹp về núi và rừng. Thì rõ ràng tính từ mình cần một tính từ thì ở đây chỉ có từ là unique là có một không hai, và từ scenic là thuộc về phong cảnh. Thì ở đây rõ ràng núi và rừng thì chỉ có là thuộc về phong cảnh. Ok, so number 3, you have to choose scenic. Scenic beauties of its mountains and forests. Number 4, câu số 4 nào. Australia is home to. Ở đây mình dịch home đừng có dịch là nhà, hoặc là nơi, mình dịch là nơi quy tụ. To animals like the kangaroo and koala. Con gấu túi ấy, em nè. Kangaroo thì hầu như bạn nào cũng biết rồi đúng không? Koala là con gấu túi, which are native to Australia. Thì nước Úc là nơi quy tụ của nhiều loài động vật quý hiếm như là kangaroo và gấu túi thì hồi nãy cô nói rồi. Cái từ mà vừa quý vừa hiếm luôn á thì mình sẽ có từ unique. So number 4, you have to choose unique. Yes, unique animals. Được chưa? Động vật quý hiếm. And of course, the last one. Và dĩ nhiên là cái câu số 10, câu số 5 sẽ là The Glastonbury Festival in England is a celebration of music. Cái lễ hội này ở Anh là lễ hội tổ chức âm nhạc và cái gì đó hàng ngàn người. Thì rõ ràng mình còn một cái động từ chỗ này là attracts, thu hút hàng ngàn người. So, rồi, đây là những cái câu và những cái từ vựng mà nó focus tập trung trong bài này nên tụi em chú ý cho cô nha. Có thể là trong những cái bài kiểm tra thì người ta sẽ thiết kế lại, design lại theo một cái cách khác nhưng vẫn sử dụng những từ này. Ok? So, we have just finished top 3. So, now we move to the next part. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần tiếp theo. Touch 4. Mark the words or phrases with pictures. You will have 6 pictures and your duty is to complete. To match the suitable words with the correct pictures here. The first three pictures, ba bức tranh đầu tiên nào. Okay. Mình sẽ có những từ tương ứng với ba bức tranh này và nhìn vô ba bức tranh này mình sẽ có điền đúng cho cô những từ vựng ở đó là gì. Okay, the first word, parade. Parade đây có dịch là diễu hành em nha. Parade. Parade, diễu hành. Okay. State. State là bang. Ngoài ra từ state này mình có dịch là động từ là phát biểu, danh từ là bang hoặc là chính quyền, chính phủ. Nhưng mà ở đây mình chỉ dịch là bang thôi. Ví dụ như là bang bang Washington DC, sorry, bang California, bang Florida, bang gì ở nước Mỹ ấy, chẳng hạn như vậy thì dùng state. Năm, the lock. Ở đây mình có đọc là lock, locks cũng được. Lock ở đây mình dịch là cái hồ ấy em ạ, bằng the lake nha, hồ, lock. Cattle station. Cattle station là cái trạm nuôi gia súc ở nước ngoài, người ta nuôi gia súc tập trung chứ không phải như ở mình, không phải như ở Việt Nam. Cattle stations là trạm nuôi gia súc. Monument, hồi nãy cô có đề cập đến rồi, mình có từ monument là tượng đài. Monument là tượng đài nhé. Castle, ở đây mình không đọc là castle, chữ thờ là câm, mình đọc là castle, có nghĩa là tòa lâu đài. Castle là tòa lâu đài. Ok. Now listen again nào. Parade. Parade là diễu hành nè. State. State là các bang nè. Lock. Lock là cái hồ nè. Cattle stations. Cattle station là trạm chăn nuôi gia súc. Monument. Monument là các tượng đài và castle là lâu đài, tòa lâu đài.
Okay, now you look at the picture number one. Tụi em nhìn vô bức tranh đầu tiên cho cô, mình sẽ thấy cái từ gì đây? Cái gì đây? Đây là nguyên một cái gì đây? Cái tòa lâu đài, đúng không? Là nằm ở trên bờ biển hay gì đó. Okay, là tòa lâu đài cổ. Vì vậy, câu số 1, mình sẽ điền cái từ là castle. Castle. Được chưa? Là tòa lâu đài. Number 2, picture number 2 là nhìn đây là cái mặt hồ. Được chưa? Mặt hồ thì suy ra mình sẽ điền cái từ lock. Lock. Number 3, ở đây là một giống như là trong một cái lễ hội và có rất là nhiều cuộc diễu hành á. Thì number 3, so we have to choose the word parade. Diễu hành nha. Parade. Diễu hành. Được chưa? Diễu hành. Ok. Đây là những từ vựng và nhiệm vụ của em thì điền những từ vựng này vô vỡ luôn. Và có một cái học hành đàng hoàng cho cô ha. Học thuộc cho cô những từ vựng này. We move to the next one. Và chúng ta sẽ chuyển có ba cái bức tranh tiếp theo là về thứ nhất là bức tranh đầu tiên là mình sẽ thấy giống như là một cái con ngựa, một người đang cưỡi, đúng không? Giống như là một cái tượng đài. Bức tranh số 5 là California thì nó để tên, đây là một trên cái biển bản đồ và đây là một cái bang. Ok. And the last one, đây là rất là nhiều cattle here, you can see. Châu bò gì đây, rất là nhiều gia súc ở nước ngoài người ta chăn nuôi gia súc theo cái kiểu mà trạm như thế này. So number 4, và từ vựng dĩ nhiên là trong câu số hình số 4 mình sẽ điền từ gì? Yes, right, you have to choose monument. Đây là cái tượng đài. Ok, đây là cái tượng đài number 4. Và câu số 5 là em thấy California là gồm nhiều phần ở trên bản đồ, đây là một cái bang của họ. So you choose the word state. State. And the last one, of course, cattle stations. Là trạm chăn nuôi gia súc thôi, cattle station. Cattle station. Okay. Xong, hết 3 phần đầu tiên của phần từ vựng và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần kế tiếp. Phần tiếp theo của phần này đó là phần pronunciation, là phần phát âm á, phần phát âm đối với cái bài này pronunciation thì cô sẽ mượn cái phần bên sách mềm cô quay ha. Okay, now I will let you listen to the pronunciation. Okay. Sau cô sẽ cho em nghe cái phần phát âm của người ta. Được chưa? Sau đó mình vừa nghe vừa lặp lại nha. Sau cái phần phát âm này, sau khi nghe phần này thì có một cái chú ý nhỏ, sau đó cô sẽ cho em ghi sau khi mà nghe. Okay, now listen. Unit 8. Page 18. A closer look. 1. Pronunciation. Activity 5. Listen and repeat the words. Okay, listen and repeat the words. Lắng nghe và lặp lại cho cô. 1. Cantonese. Cantonese. Em thấy là Cantonese, okay? 2. Taiwanese. 3. Japanese. Japanese. 4. Portuguese. 5. Thì em thấy tận cùng những tất cả những từ này mà tận cùng bằng đuôi ESE đúng không? ESE đúng không nè? ESE nè. Cantonese, Taiwanese, Japanese, Portuguese. Thì ghi cho cô, tụi em ghi cho cô một cái đầu dòng thứ nhất là những từ mà tận cùng bằng đuôi ESE thì âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết mà có chứa từ đó. Được chưa? Tức là âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết mà có chứa cái đuôi ESE này. Thì ở đây từ đó mình suy ra được là ba từ này, những từ này tận cùng bằng đuôi ESE mình sẽ nhấn tại đây. Cantonese là nó nhấn chữ nese nè, Taiwanese là nhấn chữ nese luôn, Japanese cũng nhấn chữ nese và Portuguese là cũng nhấn chữ geese luôn nha. Thì ghi cho cô những từ mà tận cùng bằng đuôi ESE thì âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết có chứa từ đó. Được chưa? Những từ mà tận cùng bằng đuôi ESE thì âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết có chứa từ đó.
Ok, thì đây là một trong những cái tips để cho em làm cái phần stress sau này trong trong khi các kỳ thi lớn hơn, cao hơn. Nhớ cho cô là đuôi ESE thì âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết đó. Ok. Now go on, tiếp tục nào. Employee. Six. Adoptee. Seven. Addressee. Eight. Interviewee. Ok, em có nghe rõ những cái âm nào? Employees, adoptees, addressee và interviewee. Thì rõ ràng âm nhấn lại rơi ở đâu? À, nó lại rơi vào những âm mà có chứa hai chữ gì? Hai chữ E, được chưa? Rồi gạch đầu dòng thứ hai cho cô nào. Ok, thì trong tiếng Anh những âm âm nhấn mà có chứa hai chữ từ mà có chứa hai chữ E liền với nhau thì âm nhấn sẽ thường rơi vào những âm tiết mà có chứa hai chữ E này. Được chưa? Tuy nhiên cũng có ngoại lệ chứ không, nhưng mà lớp 8 thì mình cứ chấp nhận là như vậy, còn khi mà học lên cao hơn một chút thì sẽ có những từ ngoại lệ em nè. Cũng ít thôi, một hai từ thôi. Ok, nhớ nè, những từ mà chứa hai chữ E thì âm nhấn sẽ rơi vào âm tiết có chữ hai chữ E này. Nha, chú ý cho cô, listen. Rồi, ok, now listen again. The whole class, listen again. Này, ngắn nghe lại một lần nữa nào. Unit 8. Yes. Page 18. A closer look, 1. Pronunciation. Activity 5. Listen and repeat the words. 1. Cantonese. 2. Taiwanese. 3. Japanese. 4. Portuguese. 5. Employee. 6. Adoptee. 7. Addressee. 8. Interviewee. Okay, now we will practice some words here. Yes, number 6. Mark the stress in the underlined words, then listen and repeat the sentences. Chúng ta sẽ có 5 câu và mà chúng ta sẽ đặt dấu nhấn trước, sau đó mình sẽ nghe và mình sẽ lặp lại xem mình đặt dấu nhấn đúng hay chưa. Ok, now number 1. One fifth of the people in the world are Chinese. Thì theo như nguyên tắc hồi nãy mình thấy nè, is, đúng không? Is thì rõ ràng ở chỗ này mình sẽ cái đuôi ese mình sẽ Chinese, thì mình nhấn ngay chỗ niche. Được chưa? Chinese. Thì mình nhấn chỗ niche như thế này. Refugees, ở đây mình sẽ câu số 2 mình sẽ có từ refugees, tức là những người tị nạn á, dân tị nạn á. A refugees is a person who is forced to leave a country. Tức là những người dân tị nạn là những người mà bị ép buộc phải rời khỏi địa phương, rời khỏi đất nước của mình. Thì mình thấy refugee tận cùng nó hai chữ E nè. Ok, thì mình sẽ đặt dấu nhấn ở đây. Được chưa? My daughter is a trainee. Ok, trainee cũng nhấn ở đây luôn. Cô không biết là trainee. Em put the stress here. Japanese, tiếng Nhật là ngôn ngữ của nước Nhật. Japanese. Ok, tận cùng bằng đuôi ese luôn nè, em thấy không? And the last one, the printer has a 2-year quarantine. Quarantine ở đây quarantine ở đây có nghĩa là bảo hành nè em nè, bảo hành. Ok, có 2 năm bảo hành thì máy in thì có 2 năm bảo hành. Ok, so we will put this track here, check. Yes. Nhớ nha, tụi em nhớ là phải mình đánh cái dấu stress ngay luôn cả cái phụ âm của nó. Ok, this is all for the part 1, part đây là tất cả những cái phần mà của phần closer look 1, được chưa?
Rồi nhiệm vụ của em về nhà luyện tập cho cô những cái âm này, học thuộc những từ vựng mà mình vừa mới được học và vận dụng những từ vựng đó. Mỗi bạn cứ mỗi từ vựng tụi em sẽ đặt cho cô một câu, ok? Và cô sẽ kiểm tra vào buổi học tiếp theo. Goodbye everyone.